Vinh ơi, ổn cái nào con này tên gì chị Vinh? Em tên là Thiên Ân. Thiên Ân, còn em kia? Em kia là Bảo Tâm. Gọi tên đẹp quá vậy. Hiện tên tên người quá. Dạ, đây là chị đặt hả? À, cái này tụi chị xin tên quy y á. Xin tên quy y. Ừ. À, ủa chó cũng quy y đó hả chị? Mà thấy tội quá ha, thấy mấy em tội quá. Bây giờ bị thương như nào mà đâu có đi lại được hả chị? À, lết không mà em. À, cứ phải lết lết vậy hả? À. Không sao đâu, bây giờ em đã có em có liên hệ với một ông anh của em. Ông rất là giỏi về mà nghiên cứu và chăm sóc cho mấy em cún này nè. Ừ. Ông lát nữa ông tới đây hả, ông sẽ giúp cho chị tìm này, coi như là tìm cách là coi như giúp cho mấy em có thể đi lại dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Ồ, vậy hay quá ha. Hồi nãy giờ chưa thấy ông tới nữa. Đây đây đây. Trời ơi, trời ơi. Sao sao? Kêu anh vụ gì? Đấy, chị. Đứng lên. Dạ. Chào chị, em giới thiệu đây là anh Hoàng rapper, là bạn em ạ. Ông anh em vừa nhắc ấy, còn đây là chị Trinh anh. À, chị Trinh. Chị Ái Trinh. Nói chị cần cái gì thôi ông anh em sẽ giúp cho chị. Nói chị cần cái gì thôi ông anh em sẽ giúp cho chị. À, chị muốn em có đôi chân mới. À, là hai bé này có đôi chân mới hả? Đúng rồi. À, anh có đôi chân mới nào gắn vô được không? Gắn à? Chị muốn cái xe lăn nó bình thường, di chuyển bằng cơ học, hay là xe gắn động cơ, mình độ bô lên, nghe cho nó ỉn ỉn ỉn. Anh, cái đó sẽ hơi. Không tiện rồi. Đương nhiên là những cái chiếc xe này sẽ thiết kế rất đặc biệt dành cho các bé luôn. Ừ, gọi là có đúng không? Có mà tôi quận 9 lận. Là ở thành phố Thủ Đức á. Chị đi được không? Được. Đi nha. Đi chứ anh. Đi không? Miễn sao giúp được mấy bé đi hết á. Đi liền giờ nha. Đi. Chứ mà em bận lắm. Đi không mà đi. Quên. Trước khi đi, mình phải chào khán giả một cái đã. Xin chào mừng quý vị đang đến với Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi. Cứ mỗi lần chúng ta khám phá nội dung cũng như những nhân vật đặc biệt của Chuyện Đó Chuyện Đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống và bên cạnh đó góp phần cho chúng ta có được những cái bí quyết để làm sao mình tận dụng trong cuộc sống này. Và đây, ngày hôm nay Lâm Thắng cùng với Hoàng Rapper sẽ hướng dẫn cho chị Trinh làm sao để chăm sóc các bé thật là tiện nhất có thể, để các bé có thể di chuyển như những bé cún bình thường. Rồi, bây giờ chúng ta sẵn sàng đến với thành phố Thủ Đức nha. Đi thôi. Để chị đi ơi. Con, đi, đi con, đi. Đi con. Qua đây. Tâm. Đi đi đi. Đi. Tới rồi. Rồi, xin chào cả nhà. Đây, giờ để em cho hai bé này lên cái. Hai bé lần đó Thư ơi. Dạ. Rồi, giới thiệu với mọi người nha. Đây là chị Thư, là một chị chủ rất là trẻ tại một trung tâm cực kỳ đặc biệt dành cho những bé động vật bị khiếm khuyết. Và bên cạnh đó anh Oscar chính là một kỹ thuật viên, một kỹ sư, một nhà thiết kế cũng như là thi công luôn tất cả những thiết bị đặc biệt này dành cho các bé. Chị Trinh ngày hôm nay là có hai bé cún gặp cái hoàn cảnh đặc biệt vậy nè, đang cần một thiết bị từ mình là một chiếc xe lăn thật là tiện, gọn, nhẹ. Rồi bên cạnh đó là Lâm Thắng cũng đang rất là muốn tìm hiểu cái công việc và cuộc sống của hai anh chị ở khu vực này nữa à. Dạ, em chào anh chị. Rồi rồi, bây giờ cho bé Ân ra nè. Bé Ân, còn bé Ân. Rồi, đó. Rồi. Rồi mình, cả nhà tự nhiên nha, cả nhà ngồi đi à. Ủa, đâu phải nhà anh đâu. Ủa, đâu phải nhà anh đâu. À quên, phải đi. Không phải, cháu phải đi, chị Thư nói mới đúng với ta. Cả nhà mời. Dạ. Bây giờ trường hợp của hai bé này chắc chắn sẽ cần hai bánh sau đúng không ạ? À, theo như mà em thấy á, thì là cái bé Tâm nè với lại bé Ân là bị hai cái chân sau bị liệt do giống như gãy cột sống á, còn hai cái chân trước bé vẫn chống lên khỏe nên mình chỉ cần dùng hai bánh sau thôi, thì như vậy là hai bé có thể đi lại tự do mà có thể đứng lên nằm xuống khi nào mà bé thích được. Còn chừng nào mà bé nào mà giống như bị liệt luôn cả bốn chân á thì mới cần xe bốn bánh, hoặc là có những bé bị cụt chân trước chẳng hạn thì mình sẽ làm xe hai bánh trước. Và mà cũng nhờ anh Oscar là sẽ khám xem là cái phần cột sống rồi phần lưng phần ngực của các bé như thế nào để phù hợp nha. Chuyện tình của vợ chồng anh Oscar, chị Anh Thư có thể nói được bén duyên là nhờ vào những chú chó mèo. Cả hai đều mang trong mình một tình yêu to lớn dành cho những người bạn bốn chân, và khi đã cùng nhau về chung một mái nhà thì tình yêu này lại được nhân đôi. Với tình yêu ấy, anh chị đã và đang mang đến những phép màu cho hàng trăm chú chó mèo không may bị khuyết tật trong suốt 3 năm qua. Trước khi quyết định đến với Việt Nam để sinh sống và làm việc, anh Oscar Fernando Ruiz Bonilla, 44 tuổi, người Colombia, đã từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì động vật tại quê nhà.
Khi nhận nuôi chú chó khuyết tật đầu tiên tên là Moto, anh Oscar mong muốn có thể cho ra đời một chiếc xe lăn được cải tiến và hoàn thiện hơn so với các mẫu xe lăn sẵn có trên thị trường. Và cũng từ đây mà ý tưởng sáng lập ra tổ chức Forever Wheelchair được hình thành. Cả hai đã cùng nhau thực hiện hóa giấc mơ, đem lại đôi chân cho chó mèo khuyết tật. Tổ chức Forever Wheelchair chính thức được ra đời kể từ đó. Đến nay, anh chị đã đem lại đôi chân cho hơn 300 chú chó mèo khắp mọi nơi. Đây không chỉ là nơi làm xe lăn, chân giả cho các loại động vật không may bị khuyết tật, mà còn là nơi kêu gọi đóng góp và cứu trợ cho những động vật hoàn cảnh bị bỏ rơi, bạo hành. Thì chắc là bé Ân á, vì cái cuộc sống bị vẹo nhiều quá, với lại cũng hơi lùn á, nên Ân sẽ đi cái bánh xe nhỏ trước đi cho dễ đi. Dạ. Còn bé Tâm thì thấy khỏe hơn, không có bị vẹo, cuộc sống nhiều thì cho bé Tâm đi xe bự một chút để đi được nhiều địa hình hơn. À, thích nha, con chuẩn bị leo núi rồi con ơi, đi địa hình luôn. Giống như cái xe bình thường của mình ha, khi mà những cái loại lớn hơn, bự hơn, bánh xe to hơn có thể đi địa hình là xấu hơn. Hay quá. Rồi, cảm ơn anh chị, yên tâm giao lại cho tụi em. Bây giờ chúng ta đến với phần thiết kế và thi công lắp đặt ha. Dạ rồi. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và bây giờ sẽ là công đoạn rất là đặc biệt và rất là quan trọng để thiết kế ra một chiếc xe lăn dành cho các bé động vật bị khiếm khuyết. Và đây là không gian làm việc của anh Oscar cùng với chị Thư. Và wow, ấn tượng không Thắng? Quá ấn tượng luôn anh. Trời ơi, quen biết với Thư lâu rồi đó mà bữa nay mới được lên đây đó. Khi mà cảm giác đầu tiên em bước vô phòng này, em cảm giác như là một cái công trình, một cái chỗ mà như là nghiên cứu về khoa học kỹ thuật gì đó. Đúng rồi, phòng thí nghiệm này nọ trong phim á. Bây giờ để lắp đặt ra một chiếc xe lăn dành cho các bé thì mình sẽ có những cái thiết bị và cái sơ đồ, cái cơ cấu cơ bản là như thế nào? Well, first we need to meet the puppies to see what the problem is. So then we choose what is the product that is suitable for that puppy. Depends on what is the affection on the spine or hips or legs. Then we choose the structure. So I choose the material. It had to be thin or big. It's depending if the puppy is strong or weak. We had to choose the right wheels. À, đầu tiên á là anh sẽ phải gặp cái em cún giống như hồi nãy em gặp Tâm với lại Ân đó, để lấy số đo với lại để xem coi tình trạng là cuộc sống của hai em đó với lại cái chân như thế nào, rồi bao nhiêu tuổi để mình biết mình lựa. Đầu tiên là cái khung bằng kim loại nè, để lựa cái khung nó vừa size với mấy em đó. Mà nó nặng không? À, tùy cái em lớn em nhỏ thì cái khung kim loại này sẽ có độ dày khác nhau. Ví dụ những cái em cún nặng đi thì mình sẽ có cái khung dày hơn để chịu lực tốt hơn. Còn những cái em cuốn mà ốm nhỏ nhỏ thì cái thanh này nó sẽ mỏng dính luôn, để là nó chỉ đủ chịu lực cho em cuốn thôi mà nó không có làm nặng đó. Rồi xong rồi mình chuẩn bị những cái miếng đệm này nè, cái này là neoprene, là chất liệu mà trong thể thao mình dùng á, để làm cái yên ngồi cho không có bị hầm. Tại vì cái này mình bung ra là mình sẽ thấy mấy cái lỗ li ti trong đó luôn, để nó thông khí á. Rồi mấy cái miếng này là để bảo vệ cái bàn chân cho em bé. Với lại cần một cái máy vi tính để thiết kế những cái vật liệu này. Đây là những vật liệu in 3D. Thiết kế trên vi tính là sao chị? Hay là... Tí như những cái vật liệu trang trí này nè là mình tự làm hết, chứ không phải là mình mua. Đến để hoàn thành một chiếc xe rất tốn nhiều công đoạn của anh ha. Mà cũng may là ngày hôm nay cũng đã có sẵn vật liệu rồi. Nên thôi bây giờ xin mời anh Oscar. Okay, chúng ta thực hiện thôi. Alright. Yeah, let's do it. Và trong quá trình mà anh Oscar làm á, chắc mình hỏi thăm Thư một tí, bởi vì Hoàng Rapper cũng đã quen biết Thư cũng khá lâu, từ lúc mà cô ấy đang học đại học á. Nhưng mà thật sự rất là bất ngờ khi mà Thư càng ngày là càng nâng cao không những là chuyên môn của mình mà còn là những công việc rất là ý nghĩa. Mà chưa hiểu lý do cơ duyên sao mà quen được anh Oscar hay vậy. Thật ra là gì nè, hồi xưa là em có nuôi con Happy với lại một xíu là hai con chó mập mà xài nãy hả? Đúng rồi, hai con bất nãy hả? Đúng rồi.
Thì á là hồi xưa ở trong cái khu người ta không có thích chó mèo, nên là mình ở một mình cũng bị áp lực. Thì mình mới lên mạng trong mấy group yêu chó mèo á, mình gõ cái bài là mình muốn kiếm một cái nơi mà có người yêu chó mèo. Là để mình share phòng hay sao ạ? Đúng rồi, để mình thuê cái phòng đó lại đó. Đó. Và thật ra là trong cái suy nghĩ của mình từ hồi lúc mà mình nuôi hai em cuốn đó, là mình muốn là mình ước gì mình có một cái người đồng hành, người chồng của mình á phải yêu hai cái em cuốn này. Thì ảnh nói là tôi có cái nhà vậy đó, có nhà đó có nhiều phòng mà tụi tôi yêu chó mèo tôi chơi, có thể là cho thuê lại. Thế là lúc đầu mình cũng không đọc tin nhắn đâu, mình tại mình không thích đọc tin người lạ. Nhưng mà không hiểu sao cái cũng phải vô đọc thử, thì coi Facebook thấy cái hình cover Facebook á là thấy ảnh đang làm xe lăn cho chó mèo. Dễ thương quá. Mà anh chị lấy nhau rồi bao lâu rồi? Tính cho tới nay là được gần 3 năm rồi. Còn anh Oscar làm xe lăn là từ trước khi mà gặp em luôn. Ôi vậy đó, lâu lắm rồi, kinh nghiệm dữ ha. Vậy kinh nghiệm ảnh chắc cũng chục năm chưa? Chưa chục năm. Thật ra là ảnh qua Việt Nam được gần 6 năm thôi. Hồi xưa lúc mà ở bên Colombia là ảnh làm quản lý cho bệnh viện cho người đó. Ôi, vậy cũng tính cũng có cơ duyên ha. Chị cũng trong ngành y. Trong ngành y luôn đó. Ủa mà ảnh tuốt Colombia hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi hồi đó cũng có một cái trạm cứu hộ chó mèo ở bên Colombia. Thì ba mẹ thấy là nuôi chó mèo nhiều quá mà không thấy lấy vợ gì hết, nên là ảnh có em gái ảnh là cũng người Colombia nhưng mà làm việc ở Việt Nam. Thì cái năm đó là ba mẹ kêu thôi bây giờ chuyển chó kiếm người nuôi hết đi, rồi qua bên Việt Nam để lập nghiệp lại đó, chứ đừng tới ở đó là chắc nuôi chó mèo không thấy vợ luôn. Thì ảnh qua đây để ảnh phụ em gái của ảnh thời gian đầu, xong rồi ảnh mở nhà hàng là để kinh doanh các cái món truyền thống của quê hương á. Thì trong thời điểm đó là ảnh bắt đầu mới nhận nuôi cái em cuốn liệt đầu tiên, là cái em mô tô cũng mập thù lù vậy nè. Thì lúc đó ảnh mới bắt đầu ảnh yêu cái em mô tô đó quá, ảnh mới mua xe ở nước này nước kia cho em đi mà không có vừa ý. Xong rồi tại thương nó quá nên là tự suy nghĩ tự làm xe. Hay quá, còn đúc tiện rồi in luôn cả logo của bên mình ở lên đây nữa nè. Đúng rồi, đẹp quá nè. Anh Hoàng thấy không, em để ý nha. Có nghĩa mấy anh chị không đơn giản là chỉ là gắn vô không nè, sợ tới cái này là bao bọc lại cái lỗ những cái góc cạnh sắc. Khi mà mình trao trọn cái tình cảm mình cho một cái sản phẩm như vậy á, thì cái giá thành dao động trung bình khoảng bao nhiêu ạ? Ví dụ những cái xe nhỏ nhỏ thì giá thành khoảng 2 triệu mấy tới 3 triệu cho một chiếc xe. Được quá. Trời, nãy giờ anh Hoàng ngồi che mất chiếc xe luôn, không thấy luôn. Không biết luôn nữa. Anh Hoàng lấy ra coi thử anh Hoàng. Trời ơi, nhẹ quá nè. Nhìn bự chứ nhẹ lắm. Mọi người ơi, nhẹ lắm. Chất liệu rất là nhẹ. Như vậy là một giá thành một chiếc xe vậy, giống như một chiếc xe nôi dành cho em bé vậy mọi người ơi. Giá thành không có cao đâu. Bên cạnh đó còn những cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa để giúp cho chúng ta duy trì, nối tiếp những sản phẩm này dành cho các bé tiếp theo. Hay quá. Ủa vậy là chiếc xe đầu tiên đã xong rồi. Vậy mình xong rồi giờ vậy đó mình đi về. Đây là chưa chứa. Mới xong cho bé này, bé Tâm hay bé Ân ta? Mà bé Tâm. Bé Tâm. Bây giờ còn một chiếc của bé Ân nữa. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công đoạn tiếp theo và chờ đón xem niềm vui của hai bé ngày hôm nay cùng với chuyện đó chuyện đây như thế nào quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và bây giờ hãy sẵn sàng để nhìn thấy một phiên bản mới hơn dành cho hai bé nhà chị Trinh nha quý vị. Dạ chị Trinh ơi, xe xong rồi nè. Nó đi mất à. Con từ từ, trời ơi Thăng, dẫn bé vô Thăng. Không biết. Trời ơi nôn quá mà, nôn quá. Đúng rồi đó, chú Bơ ngày xưa hả, trước khi mua xe chú cũng nôn, nó nguyên đêm không thức, không ngủ luôn mà. Rồi, bây giờ thì xin mời Oscar và Thư sẽ bắt đầu lắp xe vào chân của bé. Mình làm cho bé nào trước ạ? Bé này đi anh. Dạ rồi, bé này. Công sức của chú Oscar nha con. Xích bèo ha. Mình phải gài dây an toàn vô ha. Vậy mới chắc chắn. Bé có sợ không chị? Không. Lần đầu tiên có sợ? Cũng nhanh quá nè. Khó đi. Trời, khó đi. Thao tác gọn lẹ nè. Rất là kỹ lưỡng đó chưa? Rất là an toàn luôn. Sao em thấy xe này là bánh nhỏ mà này bánh lớn có khác nhau gì không? Có tác dụng. The wheelchair and then we can replace for the bigger one when he get a little bit stronger in the chest. Là ảnh coi cái tình trạng thể trạng sức khỏe của hai bé thì rõ ràng hai bé có hai sức khỏe khác nhau. Đâm ra là tùy theo cái phần cột sống và cái phần ngực của bé nên sẽ thiết kế ra những cái bánh xe nó phù hợp với trọng lượng. Có nghĩa là còn phải tùy theo cơ thể của bé nữa. Đúng rồi. Dạ rồi. Ủa vậy xong rồi hả anh? Đánh. Không.
Con đi thử không con? Không, đợi xíu, đợi bạn nha con. Hai đứa cùng xuất phát, đua coi đứa nào đi nhanh hơn. Ok. Em nghĩ bé này thắng quá, tại bánh này bánh lớn, lẹ lẹ. Nhưng mà bánh này nhẹ hơn nha. Nhẹ hơn, di chuyển cũng nhanh à. Đó đó. Và cái độ thăng bằng nè, thắng thấy không? Rất là ngang bằng. Không dốc về phía trước sẽ bị mỏi hai chi trước, cũng không dốc về phía sau thì bé sẽ bị nặng nề. Đó, thấy chưa? Chưa gì hết là con đòi đi rồi. Con ơi, con dắt chú đi đâu vậy con ơi? Từ từ con. Lôi về lôi. Từ từ, không nó nôn quá nè. Trời ơi, gồng quá rồi. Gồng nha. Gồng quá rồi, gồng mạnh rồi. Thêm mạnh thêm. Mạnh thiệt chứ. Trời ơi. Ở đây coi, đây coi. Ờ chị ơi, vậy trường hợp ví dụ mà hai bé bị thương hai chân trước thì như thế nào chị? À, mình sẽ có xe cho bánh trước. À, đẩy. Là đẩy hai chân sau đẩy. Đúng rồi, sẽ lấy hai chân sau đẩy hai chân trước. Có trường hợp là bốn chân luôn không? Có, mình sẽ làm xe bốn bánh. Ồ, rồi sao đi? Thì có những bé đó là bị gãy cột sống ở tuốt phần trên cao rồi nè. Thì bé cử động được bốn chân nhưng mà không có giữ thăng bằng được, cứ đứng lên là sẽ té một bên. Thì xe bốn bánh sẽ giúp cho bé tự đi được. À, ổng máy mình gắn pin vô, gắn điều khiển từ xa giống như mình điều khiển xe hơi đồ chơi. Ổng nhằn như kìa. Chưa có quen, từ từ rồi con sẽ quen. Tâm của mẹ, tâm của mẹ. Ôi cưng quá. Tâm của mẹ. Trời đi ra vậy. Ân hả chị, ăn phải không? Ân. Ân. Xong, rồi. Hai con đứng yên đây nha. Để bây giờ chú Bơi cùng với chú Thắng sẽ hỏi cái cảm nhận của chính mẹ Trinh như thế nào nè. Chị Trinh ơi, sau khi hai bé được hỗ trợ bởi những thiết bị rất đặc biệt này, chị cảm thấy như thế nào về việc dẫn dắt hai bé? Chị nhìn tụi nó vui, chị vui lắm luôn á. Dạ. Chứ bình thường tụi nó lết không, em nhìn cái mông xem. Với lại cái đùi nè, nó lỡ hết luôn. Dạ. Rồi bên cạnh đó, mỗi lần mà muốn dẫn bé đi đâu cũng phải ẵm bồng. Đúng rồi. Cũng rất là bất tiện đúng không chị? Đúng rồi. Và kể từ nay đã có những thiết bị này đến từ tài năng và tay nghề của anh Oscar, của chị Thư. Yeah. Và không biết là chị có lời nào để chia sẻ cùng với tất cả mọi người, đặc biệt là cộng đồng yêu thương động vật, yêu thương những chú cún, chú mèo bị kém may mắn không ạ? Thật sự thì mọi người á rất là ngại chăm những cái em chó em mèo liệt, tại vì cái vấn đề đi lại á. Nhưng mà thật sự thì mình thấy là cái vấn đề đi lại bây giờ được giải quyết rồi, thì chăm một em chó em mèo liệt nó không có quá khó khăn. Dạ. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn mà chăm sóc, cứ mạnh dạn mà đón các em về, tại vì không có mình thì chưa chắc các em còn sống được. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của chị và chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe gì Vinh nha. Và cứ mỗi lần có gì thắc mắc cứ hỏi tụi em, cứ hỏi Lâm Thắng, cứ hỏi Hoàng Rapper, thì chuyện đó chuyện đây sẽ giải đáp giúp cho chị. Dạ. Và cảm ơn chị Thư. Thank you so much, Mr. Oscar. Và ngày hôm nay mọi người đã giúp đỡ cho hai bạn nhỏ đã có thêm những thiết bị rất là tốt để có thể hỗ trợ trong cuộc sống. Và hy vọng sắp tới đây chúng ta sẽ phát triển thêm nhiều hơn nữa trên chặng đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn anh. Em cũng thay mặt chị Trinh cũng cảm ơn Hoàng Rapper một lần nữa. Là nhờ mối quan hệ của anh mới biết được đến chị Thư và Noska. Đó, để tìm cho hai bé, gọi là hai cái chân mới của hai bé ha, để giúp đỡ cho hai bé. Và cũng như là cho tất cả quý vị khán giả có thể... ai mà có tình yêu thương động vật thì mình có thể liên hệ chị Thư hoặc anh Oscar để hỗ trợ các bé. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi. Và bây giờ cả nhà chúng em xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.